Rồi để chỉnh trục lại. Đây có một cất, có một cất nữa kìa. Ủa? Cái bo hình màu màu xin đường đi, thì 6 kìa kìa. Lậu cùng phai hả? Ai ăn cướp mà bây giờ có định đồ vào đủ là nhát mà trời, quay đi là thấy không thành công đâu mà mình thấy gì quá. Ê ô không cháy kìa. Dạ quá. Quay phim nên áp lực nặng, đai nặng. Đừng có đùa. Đai bắn súng này bắn đứa nữa đấy. Đừng có đùa. Đụng này mà thằng Mô đang đứt mà thằng Mô đi bước chân mà nghe rõ rõ một một luôn đó. Sao thì chịu rồi. Hả? Thấy cái chiếc đầu không? Không, bình thường anh thì anh quen rồi. Anh chơi game 3D đồ quen rồi. Mà nhìn sướng thiệt đúng không em? Ừ. Game nhưng mà anh nghĩ là hồi xưa anh chơi game con đường tơ lụa mà chơi màn hình này thôi chứ. Chụp đã rồi. Anh có chơi game con đường tơ lụa chưa? Đó rồi. Anh thích cái game nó dễ sợ chơi vui. Đi bung đồ cướp đồ vui. Gần buổi sáng luôn á. Hả? Gần buổi sáng á. Giận dữ mẹ cầm khẩu này bắn thước lắm á, đùa ghê quá. Đây mình test đâu nhiều chưa đó, thấy đùa à, lên đĩa. Bắn ba trái lắm á. Khẩu đó là khẩu chi đó? Ở đâu bắn nữa. Kìa. Ôi. Nó nhìn đã ghê quá. À, anh phải chụp hình anh về kêu Nhân ơi, đầu tư tán này đi Nhân ơi. Khá là bị máy đó. Quá chỉnh trục nhanh lên xíu. Vâng, sau khi anh ấy chỉnh trục xong thì anh ấy đã bị bắn chết. Lâu rồi không có, không nhớ cái sanity chỉnh bình thường là bao nhiêu. Cao càng cao càng tốt thôi. Thì nhắm thì rất chuột, còn không thì má thằng ngồi sao mình đây. Đụ hại vậy.
Nhớ nhục. Quá nhục. Em bắn M4 AK47 ngon hơn á, vỉa cháy hết sốc chứng sướng. Anh thích bắn súng này. À, súng những em. Súng có đồ khó chơi chứng sướng rồi. Ừ. Khó gì thì cũng á đi khổ bắn người ta. Kìa. Điên đạo. Đồ có giáp trăm luôn hả? Thì đít mát mà. À. Có 3 thằng luôn. Vừa sống yeah. Anh đã làm được 1 thằng. Hấp dẫn nè, rồi mà xí nào về tao bắn luôn. Lượng 1 tí. Thấy ghê chưa? Có ghê. Xuyên đào là cái gì dở này. Có chiến trận. Nhìn đã thiệt em à. Ước mơ của anh hồi xưa hồi nhỏ. Căng mắt anh nghe. Nhưng mà dở nào đó em căng mắt lên. Mắt phải điều tiết hơi gì. À. Đeo gương vô, kính nãy vô. Đó, có cái gương. Mua cái gương chuyên để dùng ngồi chơi game này. Có. Ừ. Chứ ngồi em ngồi đi chậm hư mắt thấy. Đúng rồi, lên đĩa. Đâu để em chạy về ăn miếng cơm nữa.